Chào bạn Duy nhé. Bạn hỏi mua cây lồng đèn là hỏi đúng chỗ rồi ạ. Đây là cây lồng đèn của nhà vườn nhé. Đấy, cây đang hoa. Nó cao tầm độ 1,5 m đến 2 m rồi. Bạn thấy ưng không ạ? Thực ra khi mình quay lên đây là rất nhiều khách hàng hỏi rồi đấy. Và nhiều khách hàng đã mua của nhà vườn và đã sở hữu được khu ban công lồng đèn rực rỡ rồi. Đây, đây đúng là như thế. Trông hoa trông rất là đẹp, rất là đẹp. Lồng đèn này hoa cực kỳ bền bạn nhé. Nếu mà bạn hoa nở như này chúng ta chơi cả gần 1 tháng hoa mới tàn, mà hoa lại còn nở quanh năm nữa. Dù ban công rất là, chúng ta có thể làm hàng treo cũng được. Đấy, để leo bám phủ ban công cũng rất là đẹp. Thì ngoài lồng đèn thì bên nhà vườn còn rất nhiều loại đấy nhá. Các loại hoa cảnh, mai xanh, lan tỏi, hoa giấy rất là nhiều. Và bạn có thể chủ động qua nhà vườn để chọn cây. Các số điện thoại tư vấn của nhà vườn là 0968 741 390, 0966 446 329. Địa chỉ vườn tại ngách 68/45, ngõ 68, đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. Rất vui được bạn đến tham quan vườn.